Minh Toàn xin mến chào quý bà con cô bác. Hôm nay Minh Toàn đang có mặt tại bán đảo quốc tế Tuần Châu. Và Minh Toàn ngày hôm nay Minh Toàn sẽ dành toàn bộ một ngày để đi quay vlog về bán đảo quốc tế du lịch Tuần Châu này để gửi đến quý bà con cô bác, nhằm giúp bà con cô bác, những ai mà đã đến bán đảo quốc tế Tuần Châu này rồi thì xem được cái sự đổi mới của về bán đảo quốc tế Tuần Châu, và những ai mà chưa đến được sẽ hiểu thêm về cái bán đảo quốc tế Tuần Châu này. Bây giờ xin kính mời quý bà con cô bác chúng ta hãy khám phá cùng Minh Toàn về bán đảo quốc tế Tuần Châu này nhé. Hello, xin mến chào quý bà con cô bác. Hiện giờ Minh Toàn đang đứng ở trong Tuần Châu, và ở đây là tại cái biển ở đây. Đi theo hai hướng, một là đi phía bên trái, tức là ở đây. Chúng ta đi bến phà Tuần Châu Cát Bà, rồi bãi đỗ thủy phi cơ. Còn chúng ta rẽ phải ở đây và chúng ta đi cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu. Thì bây giờ là ở đây là phải vào mua vé, và trong cái chỗ bến phà Tuần Châu Cát Bà mua vé để ra Cát Bà thôi. Thì Minh Toàn xin phép rẽ phải để Minh Toàn quay lại video, những video hay hình ảnh gửi đến quý bà con cô bác. Ở trong này thì quý bà con cô bác nhìn khá là hàng trang đổ xô quý bà con cô bác ạ. Đây, như ngôi nhà đằng trước có mặt chúng ta. Ốp đá rất là, nhìn rất là đẹp. Và trong Tuần Châu này thì có cả xe điện. Đây, xe điện như thế này để giúp quý bà con cô bác chúng ta di chuyển trong khu vực bán đảo quốc tế Tuần Châu này. Đây là cái thủy phi cơ. Hôm trước Minh Toàn thấy hai con, nhưng mà bây giờ thấy còn có một con thôi. Còn con tiếp theo không biết là bay đâu rồi. Đó. Đây là cái thủy phi cơ quý bà con. Thủy phi cơ này thì đi trên, có thể bay được, có thể đi trên mặt nước. Và ở đây thì du khách sẽ cũng sẽ có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14 là 15, 16 ghế ngồi. Ở đây cũng có một cái cano, cái du thuyền khá là đẹp. Về với Tuần Châu thì quý bà con cô bác cũng sẽ bắt gặp được các cái đôi uyên ương mà đứng chụp ảnh như thế này, bởi vì cảnh ở Tuần Châu rất là đẹp quý bà con ạ. Còn đây là cái phà mà giúp chúng ta ra Tuần Châu Cát Bà. Dù các xe ô tô, xe máy hay là xe tải mà muốn ra Cát Bà thì chúng ta lên cái phà này, và phà này thì chạy theo giờ cố định, nó tùy theo từng giờ ấy. Đây, như quý bà con cô bác đã thấy, đây là một cái đưa nương đang đi chụp ảnh cưới. Mà Minh Toàn thấy đây có một cái cano, không biết sao lại đắp ở đây, hình như là không chạy vậy. Đây cano này, ôi cano này. Ngoài kia có cô dâu khá là xinh, và em gái phu váy cũng rất là xinh. Chúng ta đi Cát Bà thì chúng ta đi theo hướng tàu này, tàu chạy theo hướng này. Đấy. Còn nếu mà chúng ta đi Vịnh Hạ Long thì tàu sẽ chạy theo hướng này. Đấy. Bây giờ Minh Toàn xin phép đi xuống cái khu vực mà tàu chạy Vịnh Hạ Long. Đây, đây là cái tuyến đường giáp ven biển.
Đây, mến thưa quý bà con cô bác, đây là cái công trình cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu. Công trình này làm vào để chào mừng cái dịp là Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ 14, nhiệm kỳ 2015-2020. Và trong này thì có các cái căn biệt thự rất là đẹp, có cả khu karaoke massage luôn. Đây là trên dọc theo đường biển thì có các cái trạm, ví dụ trạm ứng phó sự cố tràn dầu Tuần Châu. Các nhà này thì cũng bán nước rẻ khát, rồi để cho du khách mỗi lúc mà chúng ta chờ tàu, chờ lên tàu và lúc tàu cập đất liền, chúng ta có thể vào đấy và chúng ta mua nước, uống nước rẻ khát. Đường này là đưa chúng ta đi vòng vào cái khu mà phường với lại dân sinh sống ở trong Tuần Châu. Lúc nữa Minh Toàn cũng sẽ vào khu dân đấy, Minh Toàn sẽ quay lại các video để gửi đến quý bà con. Bây giờ Minh Toàn đang đi quay ở đây. Ở đây có cái chú vịt đồ nạn rất là dễ thương. Hôm nay với cá nhân Minh Toàn thì nhìn thấy lượng xe rất là nhiều, nhưng mà vào đây thì hầu như là không thấy cái lượng khách. Hình như là lượng khách là lên trên tàu để đi ra Vịnh hết rồi. Đấy, chúng ta lại lên đây, chúng ta lại bắt gặp các cái đôi nương chụp ảnh. Đây là cái cầu tàu quý bà con cô bác, cầu tàu để chúng ta lên tàu hoặc là lúc tàu cập bến thì chúng ta vào đất liền thì chúng ta đi ở đây. Minh Toàn xin đi dọc theo cầu tàu này để quay cái video này gửi đến quý bà con cô bác để bà con cô bác nhìn rõ hơn nhé. Với đất du lịch thì ở đây quý bà con cô bác nhìn thấy cái thùng rác thì cũng rất là đẹp rồi. Đường này thì được làm rất là sạch sẽ. Hôm nay lượng tàu ở đây là đi hết, đi ra Vinh hết rồi quý bà con. Hôm trước Minh Toàn ở đây là lượng tàu rất là nhiều, đến hàng trăm cái. Nhưng bây giờ chỉ có mấy cái ở đâu ở đây thôi. Mấy cái này chắc là không đi ra Vinh đâu quý bà con. Chắc không, hôm nay không đi ra Vinh. Bên dưới cái đường chúng ta đi là các cái đường điện chạy, điện nước. Hôm trước Minh Toàn đi khu này, Minh Toàn thấy mấy con du thuyền rất là đẹp. Và hôm nay Minh Toàn định
đến các cái con du thuyền đấy để gửi đến quý bà con của bác, nhưng mà bây giờ hình như là du thuyền đi hết rồi, không có cái nào ở đấy nữa, và lương tàu ở đây bây giờ cũng đang chạy. Có quả núi đẹp quá nhỉ. Bác này bác tao quả núi đẹp quá. Quả núi đẹp à, anh nhỉ. Kéo tay nhỉ. Bác này bác rất là khéo tay, từng cây táo còn núi luôn. Cây đang trồng là cây gì đấy hả anh? Cái mây hả anh? Thực sự hôm nay Minh Toàn rất là bất ngờ khi mà về với Tuần Châu. Bởi vì là mấy lần Minh Toàn đi đều thấy rất là nhiều tàu, nhiều du thuyền, nhiều cano và rất là nhiều đông du khách. Nhưng mà hôm nay đi thì rất là hoang vắng. Ui, có con cá vừa nhảy dưới nước to thế. Hôm nay đi Minh Toàn hầu như là không bắt gặp tàu khách về, hoặc là các cái tàu mà khách đông như các cái lần mà Minh Toàn đi. Hôm nay thực sự là bất ngờ, khá là bất ngờ. Đây có mấy con du thuyền, bây giờ mới bắt gặp một số con du thuyền ở đây. Quý bà con của bác nhìn thấy tàu rất là đẹp. Đây Minh Toàn xin dừng xe ở đây và xuống quay một số cái cảnh ở đây đến quý bà con của bác. Có lại gặp đôi khách du lịch đi chụp ảnh. Đây là các con du thuyền, em gái chụp ảnh mà váy bẩn hết rồi. Đây là các con du thuyền chứ các con. Kia là cái con du thuyền của biên phòng Việt Nam. Minh Toàn xin xuống cái này của Minh Toàn quay cái du thuyền này đến cái bà con.
Wow, xuống đây thật là bồng bềnh. Cái cầu tàu này là được làm bằng gỗ khi bà con đây đang bị hư hỏng này, sóng đánh hư hỏng. Đây là một số cái con du thuyền, gọi là cano đúng hơn, là cũng phải là du thuyền. Này, cano. Cảnh tượng này rất là đẹp. Đây, quý bà con của bác cũng có thể nhìn thấy một số cái cầu tàu. Một số cái cầu tàu này là các cái tàu đi dọc về đâu ở đây. Đấy, các con tàu đâu dọc ở đây. Và du khách thì đi theo cầu tàu này để chúng ta lên biển. À, nhìn thấy cô dâu kia chụp ảnh hình như là lộ cả nối y rồi. Đây, và các cái du thuyền này, các cái cano, đây là cano. Thì có một ghế ngồi lái, đây. Và xung quanh đây là cũng có thể ngồi mấy người để mà chúng ta đi tuần tra trên biển. Chiếc này cũng có mấy chỗ ngồi luôn. Cầu tàu này thì gỗ nó bị mục tí bà con. Đi bục rất là nhiều. Đấy, trên các cái nhà này thì quý bà con khi mà về với Tuần Châu thì chúng ta khách mà tàu cập bến thì chúng ta cũng có thể vào cái nhà, các cái nhà này để chúng ta ngồi chờ tàu, chờ xe. Và mến thưa quý bà con, đây là các cái du thuyền rất là đẹp. Mình toàn rất là ngại bị ốm rồi quý bà con ạ. Thì quay vlog thì nhiều bị ốm ấy. Mình toàn rất là ngại, mến thưa thật quý vị các bạn, mình toàn rất là ngại khi mà đến đây. Cô dâu mặc cái váy rất là mỏng mà mình toàn quá ngại, mình toàn không dám đứng ở đấy, mình toàn quay, mình toàn xin phép để ở mạn này mình toàn quay. Ở đây để mình toàn thay cái pin máy để mình toàn sẽ quay các cái video, một số video nữa về Tuần Châu để gửi đến quý bà con cô bác. Hôm nay mình toàn sẽ khám phá hết Tuần Châu và gửi đến quý bà con cô bác để giúp bà con cô bác hiểu thêm, khám phá thêm về Tuần Châu cho những ai mà chúng ta chưa đến, và xem Tuần Châu thay đổi như thế nào so với lần trước mà quý bà con cô bác đã đến đây rồi. Thì để theo dõi những cái video về Hạ Long nói riêng và Việt Nam nói chung, về cuộc sống của con người Việt Nam chúng ta. Rất mong quý bà con cô bác hãy nhấn nút đăng ký kênh, cái nút đăng ký ở cuối góc bên dưới phía bên phải của quý bà con cô bác đang xem, để là người đầu tiên được thông báo khi mà có những cái video mới thú vị đến quý bà con cô bác, và cũng là người đầu tiên được xem những cái video thú vị nhất. Xin cảm ơn quý bà con cô bác đã theo dõi video. Mến chào quý bà con cô bác. Hẹn gặp lại quý bà con cô bác trong cái video tiếp theo ạ.